Kính thưa quý vị, tranh sơn mài là một nghệ thuật truyền thống của người Việt Nam đã xuất hiện, tồn tại và phát triển rất lâu đời. Tuy không quá xa lạ nhưng mà không phải ai cũng hiểu rõ về nó. Không chỉ những người Việt Nam yêu thích loại hình nghệ thuật này mới tìm hiểu về tranh sơn mài, mà những du khách, những học sinh của Pháp cũng đã đến Việt Nam tìm hiểu và học tập về nghệ thuật vẽ tranh sơn mài, một nghệ thuật truyền thống mang đậm tính dân tộc và khá nổi tiếng trên thế giới. Hôm nay thì mấy em học sinh và mấy cô giáo ở trường của Pháp sang đây để mà xem cái trình bày về sơn mài của anh Hải, của họa sĩ Nguyễn Văn Hải. Bây giờ mình bắt đầu cái hả nhỉ? Bắt đầu được chưa? Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cách vẽ sơn mài truyền thống của Việt Nam. Đây là technique của traditionnel, đây là cái kia sườn lát. Bây giờ tôi bắt thì đầu tiên phải có những tấm bóc, tức là trong đầu mình đã có những ý tưởng khác trong đầu rồi. Mình có những tấm bóc. Tout d'abord, pour faire une lame, par morceau de bois. Đầu tiên là một tấm ván, nó làm bằng cái này gọi là gỗ ván, mà nó làm gỗ bằng tâm, nó ép để mà mục đích của làm cho cái tấm ván này đỡ vong. Tout d'abord, il faut envelopper de la toile autour de la plaque pour éviter que ça se rondole. Bôi một lớp sơn lên xong đó bọc. Je mets une couche de lac dessus. Bọc rất nhiều lớp vải lên và bọc cả trước cả sau. Et après, je fais beaucoup de 5 ou plusieurs couches de toile pour tức là mỗi lần bọc lên thì phải quét một lớp sơn để cho vải nó dính vào nhau. À chaque fois que je mets une couche de toile, je mets une couche de lac pour coller dessus. Khi đã bọc vải xong rồi thì chúng tôi mới dùng, trước kia là dùng bùn cưa với cả đất sét, bây giờ nó có cái chất cao. Chúng tôi trộn sơn. Et on met une sorte de sciure de bois avec de la laque et on met dessus pour rendre la superficie. Tôi nói sâu vào cái sơn ta truyền thống mà ở chỉ có ngoài Bắc, chỉ có vùng Phú Thọ mới có cái sơn ta này. La laque, cette laque noire traditionnelle est trouvée seulement à Phú Thọ, au sud, au centre du Việt Nam. Cái tôi nghĩ không biết không cần nói nhiều đấy đâu. Et après, on prend cette laque là et on met dessus. La laque qui vient des herbes. Oui, la laque comme le caoutchouc. Làm ba phần, tức là làm ba cấp, tức là cái sản phẩm cuối cùng là cái sản phẩm để phủ để làm bóng, còn sản phẩm thứ hai là cái chất inh dán để dùng để vẽ. Alors on prend les ces matières là chúng tôi sẽ giới thiệu. Je vais vous présenter tout à l'heure. Còn cái chất thô ấy, là cái chất, tức là cái độ cặn bã nó tương đối cao, thì chúng tôi trộn với sơn để làm vóc này. Alors je prends ça et je forme plusieurs couches. Cái sơn này nó màu nó đen. La couleur est noire. Cái này là trộn với thạch cao, và mỗi lần quét thạch cao với sơn đen lên là phải cho vào phòng ủ. Khi cái lớp thô này đã đủ dày rồi thì tôi mới phủ rất nhiều lớp sơn và sơn đen lên để cho nó dắt vào những cái chỗ kẽ hở. Là je fais tout pour mettre dans les trous les imperfections qui se passent au cours du travail. Sau đó mài ra, đây là mài ra. Cái này là mới phủ xong, và cái này là mài ra, thì đây cái sản phẩm cuối cùng của tấm bóc là như thế này. Et après la dernière couche est comme ça. Một trong những đồ lưu niệm rất chinh phục người nước ngoài khi đến Việt Nam đó là những sản phẩm bằng sơn mài. Thật vậy, nghệ thuật sơn mài ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 18 là một nghệ thuật độc nhất vô nhị trên thế giới. Chính vì vậy, những khu phố trưng bày tranh sơn mài đã trở thành một trong những điểm lui tới của rất nhiều du khách trong nước cũng như ngoài nước. Không chỉ yêu thích, nhiều người nước ngoài trong số đó, có cả những em thiếu nhi, còn mong muốn là khám phá nghệ thuật truyền thống này của Việt Nam. Tranh sơn mài truyền thống vẽ bằng sơn ta là một loại nhựa cây sơn trồng ở Phú Thọ, được ủ ẩm. Sơn mài quý ở chỗ vẽ nhiều lớp, và khi mài thì hiện lên màu sắc ẩn hiện rất đẹp. Riêng khâu ủ ẩm và mài nhẵn đã chiếm rất nhiều thời gian, phải sửa đi sửa lại nhiều lần. Để hoàn thành một bức tranh sơn mài, có khi người họa sĩ phải tốn hàng tháng trời, thậm chí hàng năm, có khi nhiều năm.
là gắn trứng, tức là bên này là la pris et la collée des coquilles d'œufs dedans déjà et met encore une couche de peinture dessus. C'est de la peinture. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est rouge alors là? Đây là một chỉ vàng người ta tán ra nó mỏng cái này. Cơ bản của sơn mài thì chủ yếu là màu đỏ và màu để dẫn đi chất sáng. Combien de fois justement? Đây là bức tranh mà tôi đã mài ra và tôi đang sửa. Và đây là cái bức mà tôi chưa mài ra và bây giờ tôi mài cho các bạn xem. Ở dưới đây là những cái tấm cửa, là những cánh cửa. Tôi mài bức tranh này là mài cái dây nhám. Dây nhám này nó chưa làm rất nhiều loại mà dây nhám là đầu tiên. Đầu tiên phải mài dây nhám rất khô để cho sự hấp dẫn của kỹ thuật sơn mài phải kể đến đó là cách tạo màu, mài nước và đặc biệt đó là phương pháp sử dụng những nguyên liệu tự nhiên. Chỉ có ông cha ta, những người đã từng gắn bó với cuộc sống đồng quê thì mới đủ yêu thương và đủ gắn bó để từ một cái vỏ trứng cũng có thể tạo thành một chất liệu tuyệt vời mà không một thứ màu hóa học nào có thể thay thế được. Cũng chính điều này đã góp phần tạo nên một sự đặc sắc của nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Phần lớn những người đến tham quan tìm hiểu tranh sơn mài đó là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Họ tìm đến nơi vẽ tranh sơn mài để tìm hiểu, khám phá và nghiên cứu về nghệ thuật sơn mài độc nhất vô nhị của Việt Nam. Và ở đây thì người họa sĩ cũng không nằm trong mục đích đào tạo chuyên nghiệp cho người vẽ tranh sơn mài, mà mục đích chính đó là truyền bá nghệ thuật truyền thống của Việt Nam ra nước ngoài. Cho đến nay thì không những ngày càng nhiều người nước ngoài tìm đến các họa sĩ của Việt Nam để xem, để tìm hiểu và học hỏi cách làm tranh sơn mài như thế nào, mà còn rất nhiều em thiếu nhi của Pháp đã bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật vẽ tranh sơn mài của Việt Nam. Cũng nằm trong mục đích hợp tác và quảng bá mỹ thuật Việt Nam, nhiều họa sĩ đã dành nhiều thời gian để đón tiếp và hướng dẫn cách làm tranh sơn mài dành cho người nước ngoài, kể cả trẻ em cũng như là người lớn.
nghiền ra. Nghiền ra này ra. Mỗi lần làm này cực lắm, thế là phải tắt hết điện đi, tắt hết quạt đi, không gió nó bay. Làm lại toàn bộ này. Thế lại phải dán lên rất nhiều lớp vàng bạc lên. Donc vous allez tout repenser. Vous allez tout repenser, Lucien. C'est un tableau. Là, ce sont les feuilles d'or. Là. Voilà, ce sont des feuilles d'or, vous voyez. Le faux. C'est composé de quoi ce produit? Est-ce que le peintre pourrait nous préciser le nom de chaque outil qui se sert? Tôi dùng chuyên để vẽ. Còn sơn đen này á, là người ta lọc vào một cái lớp ở đây từ cái là người ta lọc là nhiều lần và là đi đi công ty sơn nó cũng bóng lắm. Hay là gì cái nhà này tức là cái độ hình rất là mình là trên một cái lớp trên cái vàng ở trên này đâu, những cái biển đấy, cái này là lớp ở Hy vọng là những thông tin vừa rồi đã đem đến cho quý vị những điều thật sự bổ ích.